Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của Vietlab. Thì ở đây mình đang có những cái bộ đèn năng lượng mặt trời trụ cổng của hãng JD Solar cung cấp với mã số là JDX70 với công suất là 3W và được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam bởi Vietlab. Như các bạn đã biết thì trên thị trường hiện tại thì những cái mẫu đèn trụ cổng giá thành rất là cao và khó tiếp cận với người tiêu dùng. Thì đây là cái giải pháp mà bên JD Solar mới sản xuất và cung cấp phân phối cho thị trường, đặc biệt là xuất riêng cho thị trường Thái Lan này các bạn nhé. Thì một cái mẫu đèn năng lượng mặt trời này với gia thành phải chăng, nhiều công nghệ hiện đại, tiện lợi. Và hôm nay thì Vietlab sẽ mở hộp trên tay đánh giá nhanh cái chiếc đèn trụ cổng JDX70 này để các bạn có thể biết là nó có những công nghệ gì mới và công năng của nó sử dụng ra sao. Ok, bây giờ chúng ta cùng nhau mở hộp thôi. Đầu tiên khi mở hộp ra thì chúng ta thấy một cái điều rất hay. Cái đèn này dù là năng lượng mặt trời nhưng mà vẫn có cái đuôi đèn và hai cái dây điện này, chúng ta có thể lối dây điện vào bật điện lên, bật đèn lên nhé các bạn nhé. Có thể dùng đèn compact bình thường. Đấy. Cái này là một cái chân đế để chúng ta bắt hai con vít vào đây để trên tường. Ok, để ở đây. Tiếp theo là nhân vật chính của chúng ta, đó chính là chiếc đèn năng lượng mặt trời trụ cổng JDX70 và một cái bộ ốc vít lắp đặt rất là đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ để đây nhé. Cấu tạo của chiếc đèn JDX70 này thì làm từ nhựa ABS rất chắc chắn. Trên mặt của đèn thì có một cái viền kim loại mạ đồng kết hợp với kính và răng cao su có làm nhiệm vụ để chống nước cho đèn. Dưới tấm kính này ấy, thì có một cái tấm pin đa tinh thể với công nghệ poly với đầu ra là 6V 3W để nạp pin cho đèn. Thì ở bên trong đèn này các bạn có thể thấy bên trong đèn đây, cấu tạo của đèn là có công tắc đấy và cái đèn ở trong. Thông số kỹ thuật của chiếc đèn trụ cổng JDX70 này của nhà cung cấp công bố thì có sử dụng viên pin 3,7V 2000mAh, nhiệt độ màu từ 3.000 đến 6.500K, nguồn sáng là 3W, tấm pin năng lượng mặt trời với đầu ra là 6V 3W, với thời gian sạc từ 6 đến 8 giờ, thời gian chiếu sáng có thể từ 10 đến 12 tiếng trên một đêm, chống nước IP67, kích thước của đường kính của đèn thì là 20cm, cao 35cm, với trọng lượng đơn của đèn là 0,8kg. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn những cái tính năng hay ho mà chiếc đèn trụ cổng JDX70 đang sở hữu nhé. Thì đầu tiên, theo bộ đèn thì các bạn có thể thấy đây là có kèm thêm một cái đuôi đèn để các bạn nào muốn sáng hơn ấy, thì có thể dùng đèn điện công suất cao hơn để vặn vào đây và đấu công tắc vào đây. Đấy, ok. Và đặc biệt chiếc đèn này có cái tính năng rất là hay ho nữa, đó chính là công tắc gạt mở, nó có thể chuyển đổi từ ánh sáng trắng sang ánh sáng vàng để tùy thuộc sở thích của mỗi người. Thích ánh sáng trắng thì có ánh sáng trắng, thích ánh sáng vàng thì có ánh sáng vàng. Ok, bây giờ mình sẽ bật thử các bạn biết nhé. Thì đây, khi mà chúng ta bật lên một lần thì là ánh sáng trắng, chúng ta tắt đi và bật thêm một lần nữa thì là ánh sáng vàng. Rất là đẹp, rất là tiện lợi, tùy sở thích của mỗi người. Thì đầu tiên chúng ta lấy cái đuôi đèn này luồn hai cái dây qua lỗ của chân đèn đặt xuống, đánh dấu và khoan hai cái lỗ này, bắt vít chặt chân đèn xuống. Sau đó chúng ta dùng đèn này để đây, để vào xoay một vòng cho nó vào lẫy các bạn nhé. Ok, rất là đẹp và chắc chắn, các bạn có thể thấy đây. Chiếc đèn trụ cổng năng lượng mặt trời JDX70 này thì thích hợp lắp đặt ở trụ cổng hoặc là những cái bờ tường rào chạy xung quanh nhà, biệt thự, sân vườn để làm trang trí buổi tối sẽ rất là đẹp, sẽ tôn cái ngôi nhà của bạn lên rất là sang trọng và đẹp. Ok, thì vừa rồi mình mới giới thiệu các bạn một cái mẫu đèn trụ cổng năng lượng mặt trời với mã số là JDX70 với giá hoàn toàn phải chăng, nhiều công năng và tiện ích sử dụng. Các bạn có thắc mắc cần tư vấn thì để lại comment hoặc inbox, giá của sản phẩm sẽ để ở link bên dưới.
Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.